Chị với em đây là hai mẹ con hả? À, dạ đúng rồi, chị là chị, này là con. Chị là mẹ, chị là mẹ, con này chị... là em. Ờ à, đúng rồi, mày rung quá, chị là mẹ. Con này là con em. Con này là em. Ủa không phải nữa. Không có, phải nữa. Có triệu chứng rồi nha. Chị quên quá à. Giờ nói giới thiệu lại nha. Chị là mẹ, à, bé này là con. Rồi hai mẹ con. Đó. Con tên gì con? Mẹ, anh nói đứng lên giữa vòng, bắt hình cho đẹp. Con tên gì? Dạ, dạ con tên Thi. Mà sao mà ra trường rồi mà không chịu đi làm đi? Dạ em học tiếp lên. Học cái gì? Dạ học công nghệ sinh học. Rồi học tiếp lên cao học tiếp nữa. Tiếp lên là nghiên cứu về cái gì? Dạ nghiên cứu về nấm đông trùng hạ thảo. À. Dạ. Em muốn nghiên cứu được cái loại thực vật nào mà để mọc tóc nhanh không em? Nhưng mà nó chỉ dành cho những người mà có mức độ hói vừa phải thì nó có thể cải thiện. Này, lát nữa 60 giây còn có 50 giây thôi. Đâu vậy? Kìa, kìa, còn 51. Ơi! Bấm người kia. Thi đi, nãy giờ không thi, trời ơi. Trời ơi, Thi đi. Con. Ghẹo á, ghẹo á, ghẹo á. Ghẹo á. Có hết hả? Ôi, không có làm vậy luôn nè. À. Làm chắc thêm mà ta tổn thất à. Đồng hồ chạy mà trái tim mà tổn thất rồi đó nha. Đồng hồ chạy mà tổn thất trái tim rồi đó. Tổn thất hay là tổn thất? Tổn thất với tổn thất luôn. Cả hai luôn. Nãy bà nói là trái tim mà làm như là ngân sách vậy để tổn thất. Bây giờ vậy nè, chị mời Trấn Thành lên đây diễn với chị đi. Chị ca một cái đoạn nhỏ thôi, trích đoạn máu nhuộm sân chùa 4. Là đâm ông này sao máu nhuộm á hả? Là Trấn Thành sẽ làm đại ca, chị làm nga muội. Rồi, là nó thi hay là chơi? Em đừng có sợ, có gì chị nhắc cho với ợt à. Rồi, thi hay là chơi cho vui? Dạ, vui, vui. Đừng để cái phần giao lưu vui hơn phần thi nha. Nhiều khi giao lưu có duyên à. Ờ. Cái là cái thi cái rụng nụ à. Thi là chết lớp á. Rồi. Em đứng bên đây mới thuận tay chị. Trời ơi, nghe thuận tay. Sao tôi thấy cái mặt tôi có nguy cơ bị bọp tay à. Giờ Trấn Thành là làm đại ca. Dạ. Chị làm nga muội nha. Dạ. 60 giây bắt đầu. Đại ca. Gì? Không ngờ đại ca lại quá tốt với em. Khi em không còn xứng đáng để cho đại ca yêu mến. Nga muội. Nga muội. Đó là lòng tốt của anh. Đó là lòng tốt của anh. Vì yêu mến em anh phải kiên tâm chờ đợi. À em luôn hả? À đúng rồi, vì yêu mến em. Yêu mến em anh phải kiên tâm chờ đợi. Chưa muội. Vì yêu mến em anh phải kiên tâm chờ đợi. Vì yêu mến em anh phải yên tâm chờ đợi. Rồi được rồi, ok. Đại ca ơi, nó phải chờ đợi thì chắc đại ca phải đợi chờ cho đến trong đời trong tăng. Vì lòng tôi em tăng chờ tăng tăng. Khi đã yêu thì không thể phải nhờ. Hết rồi. Cái này mà để thi mà đi thi là ngon rồi. Là 2 triệu rồi. Mà chỉnh tôi là ngon rồi. Ờ. Đi thi là 2 triệu rồi đó. Đi thi là 2 triệu rồi. Biết ủa sao? Vậy giờ kể thi đi. Ừ. Biết sao không? Lúc mà giao lưu á, mọi người không có nghĩ là mình đang diễn. Mình cứ nói chuyện bình thường thì nó dễ thương. Còn lúc vô diễn là tôi phải diễn thì nó lại là không dễ thương. Nha, nhớ nha, cứ bình thường thôi. Mà khi chị diễn cũng phải vậy đó. Dạ, bình thường càng đời thường càng mắc cười. Nha, đừng có cố gắng diễn nha. Rồi, giờ mới thi nè. Giờ bắt đầu thi nè. Mà đừng căng thẳng nha. Yên tâm đi, còn 50 giây thôi. Rồi ha. Rồi. Rồi. 60 giây bắt đầu. Chuẩn bị. 1, 2, 3, đứng lại. Đứng bên trái. Quay. Né. Qua mặt. Đằng trước. Nhìn. Giám khảo kìa. Bây giờ. Con diễn trước đi. Con mẹ diễn trước đi. Mày gặp giám khảo mày gung quá à. Con diễn trước đi. Thôi nhà mẹ nói hay lắm mẹ diễn đi. Con diễn đi. Thôi bây giờ ai đứng trước người đó diễn trước. Đó, đứng trước là mẹ nó diễn trước đi. Mẹ đứng trước con thì mẹ diễn trước đi. Thôi con ăn gian. Ăn gian hồi nào. Bực quá. Bây giờ ai nói lớn hơn người đó diễn trước. Con nói lớn hơn mẹ nó diễn trước đi. Mẹ nói lớn hơn con thì mẹ diễn trước đi. Con nói lớn hơn mẹ diễn trước đi. Mẹ nói lớn hơn con thì mẹ diễn trước đi. Thôi đi.
vậy chút đi. Mẹ cao hơn con rồi mẹ vậy chút đi. Con cao mẹ nó vậy chút đi. Mẹ cao hơn con rồi mẹ vậy chút đi. Con cao mẹ vậy chút đi. Con mà. Thôi đi. Bây giờ ai ít tóc hơn người đó diễn trước. Tôi xuống diễn kìa. Bạn đã chiến thắng vang rồi. Thắng cuộc trận rồi đây, bạn thật là tài giỏi. Năm hai chiến lược hoài ha. Chiến lược năm nay là mục tiêu của các thí sinh. Tôi khuyến khích cho chị đó. Tại vì hai mẹ con dễ thương. Thấy không? Có chuẩn bị được kỹ càng. Nhưng mà thật sự ra là cái màn này là thua cái màn giao lưu hồi nãy nghe. Đúng như Trường Giang nói nghe. Tại vì giao lưu mọi người xác định là mình không có diễn. Mình là con người thật của mình. Còn bắt đầu 60 giây bấm là mọi người phải diễn, phải diễn, phải diễn cho người ta cười. Không cần thiết. Nói làm tôi hết hồn. Lúc giao lưu mình là con người chứ không lúc diễn là con gì. Phải cho đúng chỗ à. Cho nên cứ giao lưu là con người. Hả? Chứ diễn là con gì? Sang trộm được 2 triệu. 2 triệu rồi đó. Gửi vốn rồi. Chưa. Cố gắng. Có thi nữa hay không? 10 triệu lận chứ 2 triệu nhăm nho gì? 2 triệu mới không lỗ thôi. Đúng. Mới không lỗ thì đi, phải thôi. Lời, đầu tư là phải lời. Nếu đi tiếp mà rớt là không có 2 triệu đâu. Vậy làm gì mà giống như nãy. Nói chuyện đồ kêu em lên rồi. Nói chuyện rồi bắt bẻ rồi làm gì đó rồi ca tuồng rồi ca. Tự nhiên đi. Diễn làm sao mà cười được trong khi hai người ở dưới diễn mười mấy năm rồi. Diễn là phải cực kỳ giỏi. Chị diễn tiếp. Dạ rồi. Hay quá. Giờ tiết mục này chị cố gắng là thiệt là vui cho giám khảo hài lòng. Bây giờ chị mời Trường Giang lên diễn với chị. Rồi em phải diễn những gì? Rồi em đứng bên đây. Cho Thuận cái tay của chị. Tại chị Thuận bên đây. Cái gì đã làm rồi thì đừng làm lại nha. Rồi ok. Tại vì làm lại họ không cười đâu. Rồi thì chị cứ diễn. Rồi có gì chị nhắc Tùng cho em. Ok. Sao giống cái hồi nãy vậy? Chị kể chị. Nói đi rồi biết. Kể chị hả? Rồi chưa? Rồi. Rồi 60 giây bắt đầu. Đại ca, không ngờ đại ca lại quá tốt với em. Khi em không còn xứng đáng để cho đại ca yêu mến. Nga muội. Nga muội. Đó là lòng tốt của anh. Đó là lòng tốt của anh. Vì yêu mến em anh phải kiên tâm chờ đợi. Vì yêu mến em nên anh phải kiên tâm chờ đợi. Không có ngân vậy. Vì yêu mến em anh phải kiên tâm chờ đợi. Vì yêu mến em nên anh phải kiên tâm chờ đợi. Không có đớt ở chỗ đó. Chỗ đó nó đớt rồi. Vì yêu mến em anh phải kiên tâm chờ đợi. Vì yêu mến em nên anh phải kiên tâm chờ đợi. 11 quá ca phải nhìn xuống dưới giám khảo nha. Nhìn đảo đảo như này không có được đó. Đại ca, đại ca ơi, nó phải chờ đợi. Thì chắc đại ca phải đợi chờ cho đến trọn đời trọn kiếp. Vì lòng của em bao giờ cũng thế. Khi đã yêu thì không thể phai nhòa. Em ca không có bằng Trấn Thành nha. Trấn Thành ca hay nghe em đó. Nhưng mà này coi như là ưu tiên cho em đó, là tạm thời cho em đó. Dặn rồi. Nói rồi. Ta đã dặn là đừng làm cái cũ mà vẫn cứ làm. Bực dễ chờ. Cái này nó xảy ra y như cái vừa rồi. Mà cái vừa rồi là cái tự nhiên. Lúc đó mọi người không ai đề phòng hết. Chị hiểu không? Cái tâm lý người ta là y hai mẹ con đâu ra có duyên dữ hết trời. Còn giờ bà làm gì? Chị hiểu không? Cái tâm lý là cho coi bà làm gì. Khi người ta đang me mình. Khi người ta đang me chị rồi thì chị phải làm hơn cái hồi nãy. Hoặc là khác cái hồi nãy. Chị làm y chang thì đâu có ai cười. Hồi nãy ra tính diễn ra tiếp mục đó, cái nghĩ tới cái này chắc có lẽ là nó trùng trùng mà nó có cái vui. Em biết rồi. Thì thay vì chị làm lại một cái tình huống như vậy với Giang, chị phải đổi cái tuồng khác. Lan và Điệp hay cái gì bất cứ tuồng nào. Hồi nãy em trước khi diễn em nói là không được diễn lại cái cũ nha. Mà chị vẫn diễn. Mất 2 triệu luôn rồi đó. Nhưng mà nói